Tại sao trong người ta lại nói rằng vợ chồng đến với nhau là duyên, còn con cái là nợ, không có duyên không lấy, không có nợ không đến. Trong kinh Phật có nói, người đàn ông và phụ nữ làm gì ở thế giới này là do nhân duyên mà đến. Hai người không có duyên thì sẽ không đến được với nhau, không có nợ thì sẽ không đến cùng với nhau. Làm phụ nữ, hầu hết đều có phần oán trách chồng. Trường hợp không oán hận chồng chút nào là rất ít. Người đàn ông có thể nói, vợ tôi trách tôi thậm chí còn không biết. Thông thường, khi yêu càng nhiều thì hận sẽ càng nhiều. Tại sao phụ nữ hay phàn nàn nhiều hơn? Bởi vì người phụ nữ kể từ khi kết hôn đã đặt toàn bộ tâm lẫn thân trọn đời trao gửi cho người đàn ông mà mình yêu. Sau khi đã thành gia thất, vì tình yêu đối với gia đình mình mà không ngừng chăm chỉ làm việc, kết quả người chồng không nói được những lời nào động viên. Thậm chí có nhiều người chồng không bao giờ nói được một lời tốt đẹp nào đối với vợ trong cả cuộc đời. Họ chưa bao giờ nói được một câu, vợ à, em đã vất vả rồi. Một số phụ nữ thậm chí sau một ngày làm việc vất vả chỉ muốn người chồng động viên, nói một câu dễ nghe nên đã nói với chồng, anh à, hôm nay em làm việc nhiều nên cảm thấy mệt mỏi quá. Chẳng ngờ người chồng liền buông một câu, ai mà chẳng làm việc để sống, cô mệt mỏi thế người ta thì không mệt mỏi đấy. Chỉ một câu nói nhưng đã khiến người vợ cảm thấy rất tổn thương và tủi thân. Sau khi trở về phòng, không thể ngăn được những giọt nước mắt, chỉ chực tuôn rơi. Trong lòng bao suy tư ngổn ngang, thực sự khiến mình tức đến chết được. Sao mình lại có thể lấy một người như thế làm chồng? Đến một câu nói dễ nghe cũng không thể nói được. Mình vốn chỉ muốn tìm sự an ủi, không phải kiếm lý do để lười làm việc, cuối cùng kết quả lại bị làm cho tức không chịu nổi. Phải kết hôn với một người như vậy thật sự buồn quá. Nếu không phải gặp phải một người đàn ông cứng đầu thì là một người đàn ông ham chơi, người phụ nữ chắc chắn sẽ cảm thấy tức giận và uất hận thường xuyên. Thực ra đời trước bạn nợ anh ấy, do đó kiếp này mới phải kết hôn với anh ấy. Hôm nay sao bạn lại kết hôn với anh ấy mà lại không phải là anh khác? Đó là bởi vì bạn nợ anh ấy. Vì vậy không có nợ thì sẽ không đến đòi, không có duyên thì không đến được với nhau. Một số người nói, bạn không thể nói như vậy. Nếu như nói tôi nợ chồng tôi vốn đối với tôi không tốt, nếu vợ anh ý biết được tôi nợ anh ấy, khi về nhà không chừng anh ấy còn có thể đánh tôi cũng nên. Hay có người khác lại nói rằng, tôi không nợ chồng tôi và anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Người đàn ông cũng có thể nợ người phụ nữ, không có nợ họ sẽ không là một gia đình. Còn có người đàn ông đã nói với người phụ nữ, em lấy anh, các việc nhà sau này như giặt quần áo, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa, anh sẽ làm hết. Em không phải động vào thứ gì cả. Chỉ cần em đồng ý lấy anh đều bằng lòng hết. Thậm chí người phụ nữ sau khi kết hôn đã bỏ đi mất, sau đó lại quay trở về. Người đàn ông vẫn mong muốn người vợ trở về nhà. Đây không phải là nợ người khác rồi sao? Hầu hết chỉ đơn giản là phụ nữ thường nợ người đàn ông. Vậy làm thế nào để trả nợ? Có người vợ mắng chồng, sao tôi lại kết hôn với một người yếu đuối như anh, làm cái gì cũng không xong. Gặp người hàng xóm thì lại chỉ trích chồng mình, gặp người bạn học cũ cũng trách móc chồng mình. Không những thế, còn kể lể về những điểm không tốt của chồng, rằng họ đã khiến mình phải bận rộn kiệt sức thế nào. Nhưng khi bạn hiểu được những gì chúng tôi muốn đề cập đến, chúng tôi tin rằng
bạn sẽ ngừng than vãn về nửa còn lại của mình. Nếu bạn thật sự kết hôn với một người chồng yếu nhược, thì đó là do kiếp trước anh ấy đã vì bạn mà tiêu hao quá nhiều sức lực. Đến hôm nay, bạn nên bồi thường cho anh ấy. Đây không phải là bạn kém may mắn, đó là vì trong kiếp sống trước đây, bạn đã trọng nhân như vậy. Hôm nay mới có kết quả thế này. Kiếp trước, những nghiệp bạn tạo ra, thì đời này, bạn đều phải tự chịu lấy. Bởi vì khi bạn chịu đựng, thì có thể giải quyết và kết thúc cái nghiệp này. Vì vậy, bạn hãy về nhà và bình tĩnh chịu đựng. Bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy ngừng oán trách. Anh ấy là do kiếp sống trước đó, bạn đã nợ anh ấy nhiều. Vì vậy, bạn sẽ phải chịu đựng trong cuộc sống này. Một số người còn không ngừng oán trách, nguyền rủa người chồng hay vợ trong suốt nửa cuộc đời, thậm chí còn lôi cả tổ tiên của người ta mà chửi. Cho đến bây giờ, họ vẫn bị đau đầu mà không biết lý do tại sao. Gần như ngày ngày đều phải uống thuốc, đã biến thành tủ thuốc di động. Bạn nghĩ xem có phải lão tổ tông nhà người ta đã sống ở trên đầu họ rồi chăng? Liệu họ có biết được không? Dù có uống bao nhiêu loại thuốc cũng không thể khỏi được. Người phụ nữ kết hôn với một người chồng như thế nào, đó đều là định mệnh của bạn. Ngày hôm nay bạn gặp bất kỳ ai, họ đều có trong vận mệnh của bạn. Đó đều là những nhân được tạo nên từ các kiếp trước, hôm nay mới tạo thành quả như này. Hãy nhận hóa đơn này, kiếp trước đã nợ anh ấy rồi, kiếp này mới kết hôn với anh ta. Nếu chồng bạn là người rất tốt, bạn nói không nợ anh ấy, vậy thì bạn sẽ nợ mẹ của anh ấy. Mẹ chồng nàng dâu kiếp này gặp nhau không hòa thuận, đó đều là vì chủ nợ và con nợ trong nghiệp báo quá khứ gặp lại nhau. Có mẹ chồng không hiểu nổi và nói: tôi vì con trai mà bất bao nhiêu tiền mới lấy được vợ cho nó, kết quả con dâu lại đối xử không tốt đối với tôi, thật khiến tôi tức chết lên đi được, thật là xui xẻo. Thực ra không phải là bạn xúi quẩy, đó chính là bạn dùng tiền của bạn để mua nghiệp báo của chủ nợ. Không phải xúi quẩy, kiếp trước bạn không phải không có nhân duyên với con dâu thì cô ấy sẽ tuyệt đối không thể gả vào nhà của bạn. Đó là cô ấy tức giận bạn à, chính là nhân mà bạn trồng. Bạn không có một nhân duyên kiếp trước với cô ấy thì đời này sẽ không có quả này. Những anh chị em ruột với nhau trở mặt thành thù cũng đều có nguyên nhân, rất nhiều đều có quan hệ nhân quả trong đó. Không có nợ không đến, không có oán trách không lấy được nhau. Tại sao có nhiều gia tộc lớn cùng chung sống với nhau rất hòa thuận, đều rất khách khí với nhau? Đó là vì họ đã kết thiện duyên. Do đó họ đã đến với nhau trong đời này, nhưng nhất định không được uất ức. Bạn gặp bất kỳ ai, đó đều là duyên phận. Hãy nhận lấy hóa đơn đó, hạ tâm bình xuống, làm một người phụ nữ. Bạn không được cúm núm, cũng không được hoa chân múa tay. Cần hiểu là kiếp trước nợ anh ấy, kiếp này mới phải lấy anh ấy. Cũng đừng có suốt ngày chỉ cằn nhằn là la rầy người khác. Suốt những năm qua, bạn có biết chồng và con bạn đã phải chịu rất nhiều tủi thân không? Bởi vì tính khí bạn quá cương nên họ không có ngày nào được thoải mái. Bạn vừa gặp họ là chửi mắng, soi mói, bới móc. Họ thật sự chưa bao giờ cảm thấy, nhận thấy sự ấm áp từ bạn. Bạn cũng chưa hề tỏ ra vui vẻ với họ một phút giây nào. Đã đến lúc phải tỉnh ngộ. Những người đến bên cạnh chúng ta, có người là đến thu hồi nợ, có người là đến để trả nợ, có người báo đáp ân tình, cũng có người đến báo oán, đều là do những hữu duyên. Một số đứa trẻ lúc còn nhỏ thường xuyên bị mắc bệnh, khiến cuộc sống của bạn trở nên khốn khổ, hay chúng rất nổi loạn, bất trị, đánh cha mắng mẹ. Những đứa con như vậy đều là kiếp trước
bạn đã nợ chúng một mạng. Do đó kiếp này đến để đòi lại món nợ này. Nếu như kiếp trước bạn lừa người khác quá nhiều tiền, vậy thì kiếp này nhất định đổi thành họ sẽ trở thành con cái của bạn. Đến để thu nợ, một số đứa trẻ từ nhỏ thường phải đi khám bệnh, tiền của gia đình toàn bộ phải chi trả những khoản viện ấy. Đến khi lớn lên, đứa con còn không biết hiếu thuận với cha mẹ. Những đứa trẻ như thế này, bạn đều không thể hận chúng được, không thể ghét, mà chỉ có thể dùng tình yêu hay sự từ bi để đối đãi với chúng. Bởi vì kiếp trước bạn nợ chúng quá nhiều. Vì vậy, hãy ngừng la mắng, nếu không những nghiệp nợ trước đây còn chưa trả được, lại thêm thù hận và oán trách đời này, thì đó chính là nghiệp cũ chưa qua, nghiệp mới đã tới. Kiếp này bạn không muốn trả, vậy thì kiếp tới, cả vốn lẫn lãi, bạn vẫn bị bắt phải trả nợ món nợ này. Hãy tự cứu mình, hóa giải các oán duyên, hãy đối xử thiện đãi với mọi người bên cạnh bạn. Những người đó được kết duyên với bạn. Đức Phật đã từng nói, chúng sanh đều là bình đẳng. Chồng của bạn không phải là tài sản riêng của bạn, chỉ là kiếp trước có một đoạn nhân duyên với bạn, kiếp này đến với bạn để kết đoạn nhân duyên đó. Con cái của bạn cũng không phải là tài sản sở hữu cá nhân của bạn, họ cũng là những chúng sinh, chỉ có điều kiếp trước họ còn thiếu nợ bạn. Đến để trả lại hóa đơn nợ này, cũng có thể kiếp trước bạn nợ chúng, kiếp này đến để trả nợ, vẫn là do nhân duyên dẫn dắt. Bạn cần phải sống dùng tình yêu càng lớn hơn để đối xử với mọi người, âm thầm nỗ lực cống hiến. Sau khi về nhà, chúng ta cần làm tốt mọi việc trong và ngoài nhà, không một lời kêu ca, bởi vì khi chúng ta phàn nàn hay oán trách người khác, cũng chính là làm hại bản thân. Ai trong mỗi chúng ta cũng không thể thoát khỏi luân hồi, vẫn còn phải đi kết duyên. Nếu như hôm nay bạn đã hiểu ra, hiểu được tất cả các chúng sinh đều đến để kết duyên, vậy thì bạn càng phải đối xử tốt với họ, dùng sự từ bi của mình để đối xử với họ, giúp cho những người quanh ta có một cuộc sống tốt mỗi ngày. Cả một đời đều cần phải dùng thiện niệm đối đãi họ, khiến họ được vui vẻ, hạnh phúc, thì chính bạn đã kết những quả đẹp rồi. Tốt bụng, không muốn làm thương tổn tới người khác, và có một người xấu ác luôn luôn giận dữ với mọi người, dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhất. Sự giận dữ và lòng hận thù quá lớn đã che mờ đôi mắt, khiến không còn nhìn thấy gì nữa, và đã làm cho đầu óc không biết suy nghĩ minh mẫn. Ông đã sống với hai con người như vậy, và quả thật là rất khó khăn, vì bất cứ lúc nào thì một trong hai con người đó cũng muốn thống trị tâm hồn của ông. Vậy rồi ai thắng hả ông? Cô bé nhìn ông nó háo hức hỏi. Ở đời, cây nào bón phân nấy con à. Con người cũng vậy. Nếu như con thích nghe những lời đồn đãi vô căn cứ, thì kẻ xấu mạnh hơn người tốt. Nghe ông nói như vậy, cháu đã hiểu rồi. Người đời ít khi được bình an tâm trí. Gần như lúc nào cũng có chuyện để lo toan, cũng phảng phất nét ưu tư phiền muộn. Đa số những phiền muộn mà người đời vướng phải đều liên quan đến sinh kế hàng ngày. Phần còn lại là chuyện riêng tư tình cảm. Người ta cứ lầm tưởng rằng có nhiều tiền là sẽ được hạnh phúc, nên họ không sợ làm bất cứ việc gì, chấp chặt vào đó và cho rằng có tiền là sẽ có mọi thứ. Vì vậy mà họ luôn luôn dằn vặt với chính hai con người luôn tồn tại trong họ, một con người của cái thiện và một con người của bất thiện. Nếu cái thiện thắng cái bất thiện thì người ta sẽ có nhiều hạnh phúc trong đời sống thực tại. Nếu người ta có thời gian ngồi lại để thiền quán về chính mình
thì cái đau khổ của cuộc sống sẽ không còn chi phối người ta được nữa. Và hạnh phúc, tình thương yêu sẽ luôn có mặt trong từng phút, từng giây. Chuyện đạo đời. Có một người bị mù từ thuở mới chào đời, mãi sống trong tối tăm, nên anh ta không tin gì ngoài bóng đêm đen thẳm. Có nhiều người thuật cho anh ta những câu chuyện, nhưng anh ta vẫn quả quyết: tôi không tin gì cả, vì tôi không thấy gì hết. Một vị lương y thấy vậy động lòng thương hại, bèn đi tìm một linh dược tận Hy Mã Lạp Sơn để về chữa mù cho anh ta. Thoát khỏi bệnh mù mắt, anh ta rất sung sướng và trở nên tự phụ, luôn lớn tiếng nói cùng với mọi người rằng: bây giờ tôi đã thấy tất cả mọi vật chung quanh tôi rồi. Có người biết chuyện khuyên anh ta và cho biết rằng những gì anh ta thấy cũng chưa phải là tất cả. Anh ta chỉ mới thấy được những gì trong phòng của anh ta thôi. Thế giới này còn có rất nhiều điều khác mà anh ta chưa biết được, như mặt trời, mặt trăng. Anh ta bèn lớn tiếng: làm gì có những điều đó, tôi không tin. Vì những gì thấy được thì tôi đã thấy tất cả rồi. Mọi người đều thương hại cho anh ta. Đôi mắt của anh ta đã thấy, nhưng anh ta vẫn còn bệnh mù. Câu chuyện này làm ta liên tưởng đến những người khi chưa có duyên đến với đạo Phật, chưa biết gì về đạo Pháp, cũng như người mù không biết gì, tự do phóng túng, buông lung trong dục lạc, và cho rằng chết là hết, là tận cùng, không có kiếp sau, cố chấp điên đạo. Đến khi học được chút ít Phật Pháp, mở mang chút ít trí tuệ, biết được một phần nhân quả nghiệp báo, thì dội cho rằng mình biết tất cả, cho mình là người học rộng hiểu nhiều, dương dương tự đắc, coi thường người khác. Chúng ta thương thay cho những ai mắc phải bệnh mù này. Phật của ngoại. Bé đi chùa về chào ngoại. Ngoại hỏi: con đi chùa về có gì hay kể cho ngoại nghe với. Ngoại ơi, ngày gì con niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, ngoại nhớ niệm nghe. Bà ngoại ngần ngừ hồi lâu rồi đáp: xưa rồi, ngoại niệm Đức Quán Thế Âm, bữa nay đổi lại niệm Đức Di Đà. Sao ngoại sợ ông Phật kia giận ngoại quá? Nguyên nghĩa của niệm Phật là tháo trừ mọi ngã chấp. Niệm Phật là ghi nhớ đức tính của bậc giác ngộ như từ bi, hỷ xả. Và niệm Phật là để phát huy tính giác nơi chính bản thân mình, để được khai thông ra với mọi người. Chính những đức tính của Phật mới cứu ta thoát khỏi những thất niệm bất giác của vô minh, ái dục, phiền não, khổ đau, luân hồi sinh tử. Đó chính là niệm Phật tại tâm vậy. Nếu ta có tín tâm tinh sâu trì danh hiệu Phật, thì ta sẽ phát huy được chánh niệm, từ bi, thanh tịnh ngay trong tự tánh của mình. Như do niệm Phật thành tâm mà lòng từ phát khởi, khổ báo được yên vui, thì ta nên quy hướng vào tha lực Đức Quán Thế Âm, bởi hành an vui là hành của Ngài. Do niệm Phật thanh tịnh mà tâm hồn sáng suốt, vượt thoát khỏi khổ đau trong cõi đời ngũ trượt, để quy hướng vào tha lực Đức Phật A Di Đà, cầu giảng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thả mồi bắt bóng. Có một con chó, miệng đang ngậm miếng thịt và đi trên tấm ván bắt ngang suối. Thoạt trông thấy một con chó khác đang ngậm thịt dưới nước, nó liền nhả miếng thịt đang ngậm ra và lao xuống suối để cướp miếng thịt kia. Sục sạo hồi lâu, chó ta vừa đói vừa lạnh và chẳng được gì cả. Chúng ta hãy nên bằng lòng với những gì mà mình đang có, còn những gì không thuộc của mình thì đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Nó không hiện hữu, nhưng ta chấp vào nó để ta phải mất công tìm kiếm và rồi phải thất vọng, vì nó chính là cái bóng phản diện lại cái đang có của chính mình. Chẳng có cái gì quấy nhiễu chúng ta, mà là chính chúng ta đi ra ngoài quấy nhiễu chúng. Và hãy nhìn cuộc đời như một tấm gương phản chiếu tâm của chúng ta,
giúp cho chúng ta vượt ra được những dính mắc, những khổ đau và lầm lẫn, để tâm ta trở về với thực tại. Vì thực là cái vốn có và đang diễn ra một cách mầu nhiệm nhất. Mục đích. Một võ sư lừng danh hỏi một đệ tử mới nhập môn: Con muốn học võ à? Dạ, con muốn học võ để chiến thắng kẻ địch. Con càng nghĩ đến chiến thắng và kẻ địch thì chưa học võ được đâu, vì con còn hiếu thắng. Thưa thầy, vậy con học võ chỉ để tự vệ thôi. Còn đề kháng tự vệ cũng chưa học võ được, vì con còn dị kỷ. Dạ thưa thầy, nếu vậy thì con học võ để làm gì? Học võ để làm gì à? Chung quy vẫn còn vướng vào một mục đích. Võ sinh ngạc nhiên: Vậy thưa thầy, làm thế nào có thể học võ mà không có mục đích ạ? Võ sư ung dung bước ra giữa võ đường, múa một bài quyền và nói: Còn cứ vậy mà làm không được sao? Trong cuộc sống này, hình như con người không thể tồn tại mà không có mục đích. Nhưng mục đích thì luôn ở tương lai, ở phía trước. Tôi sẽ được cái này, sẽ được cái kia và sẽ là... Vì vậy mà người ta phải thổn thức, phải đợi chờ và phải hy vọng. Ngày mai, sự hy vọng và cái khái niệm của thời gian cũng chính là nội dung của tư tưởng bản ngã. Chúng khởi lên cùng một lúc với phiền muộn, khổ đau và thất vọng. Khi bản ngã của ta chưa thỏa mãn và không đạt được mục đích mà mình mong muốn. Nói cách khác, khi bản ngã đề ra một mục đích thì ngay lập tức nó mời gọi tư tưởng, thời gian đợi chờ và đau khổ cùng hiện hữu. Khi ta tự đặt ta vào trong một mục đích, có nghĩa là ta đã quá chú trọng đến tương lai mà bỏ quên thực tại. Như vậy, chính ta đang đánh mất đi hạnh phúc sẵn có của mình để mong cầu một thứ hạnh phúc chưa có, mà lại không biết ở khoảng giữa thời gian vắng mặt của hai thứ hạnh phúc này, ắt hẳn chỉ là đau khổ. Nghệ thuật sống hạnh phúc có nghĩa là phải nhìn sâu vào giây phút hiện tại mầu nhiệm sẵn có, thì tất cả mọi tư tưởng, chấp trước và suy tính sẽ được giải trừ, và khi ấy, bạn sẽ là một người có cuộc sống an lạc nhất. Nhận lỗi. Có một vị thầy thâu đồ đệ rất nhiều, nhưng đám đệ tử phần đông đều trẻ tuổi, bồng bột, không hiểu được dụng tâm của thầy, thường làm việc theo ý kiến chủ quan. Đối với cách nhìn sự vật của một số người không đồng ý, chẳng những không hài lòng với hoàn cảnh hiện thực, thậm chí nhìn không quen tác phong của sư phụ, không chịu tiếp nhận sự điều động của thường trụ mà phẫn chí rồi bỏ chùa. Có một đồ đệ sau khi bỏ đi thăm viếng khắp mọi đạo tràng ở mười phương, thường ở núi này thấy núi kia cao, đến núi kia không củi đốt, không một con đường đến, bèn thầm thể ngộ. Dần dần nghĩ lại về chùa thầy mình mới biết chùa chiền nào cũng chẳng có cái hay của đạo tràng mình. Rồi hồi tâm chuyển ý, về lại thường trụ của mình, sư phụ thấy đệ tử trở về, bèn trách: Lúc đầu ông không giả từ mà đi, mặc ý rời chùa, sao lại trở về? Đệ tử lập tức quỳ xuống đảnh lễ sám hối sư phụ, thưa: Xin sư phụ hãy tha thứ cho sự ngu si trước đây của đệ tử, cho đệ tử có cơ hội để hối cải. Sư phụ từ bi, thấy thái độ thành khẩn hối lỗi của đồ đệ, cũng không kể hiềm cũ, để cho con cừu non lạc đường trở về lại thường trụ. Xã hội bây giờ hiện đại và huyên náo, nhịp sống ngày càng quay cuồng trong tác phong công nghiệp, thì tính tình của con người càng lúc càng nóng nảy, hoang mang. Bản ngã của con người càng lúc càng nâng cao. Vì vậy mà trong bất cứ trường hợp nào, chỉ cần không hợp ý là người ta sẽ nổi tức và bỏ đi, không hề đếm xỉa đến tất cả mọi hậu quả sẽ xảy ra sau đó. Kỳ thực, đây chỉ là hành vi rất ngu muội của những người thiếu tuệ giác, nhất là những người trẻ tuổi hiện đại. Thường sau khi phạm lỗi, chẳng những không cải hối mà còn tệ hại hơn, và gây nên những lỗi lầm không thể nào tha thứ được.
Nhưng cái đáng quý khó làm được chính là người đồ đệ này có thể sửa điều cũ, trở lại nhận lỗi và sám hối. Vì người không phải thánh hiền, ai lại không có lỗi? Biết lỗi mà sửa được, đó là điều rất tốt. Chế trừ bớt đi bản ngã thì dù bất cứ ở nơi nào ta cũng sống được và sẽ được mọi người yêu quý mến thương. Cú mèo. Chim cú từ biệt chim gáy để dọn đi nơi khác. Gáy hỏi lý do. Cú trả lời rằng: vì dân cư vùng này không ưa tôi. Gáy khuyên: chỗ thâm tình, tôi xin phép nói thật, chả vì người ta không ưa cái tiếng của bác mà thôi. Nếu bác đổi lại tiếng kêu thì dù ở miền Đông hay miền Tây, bác đều được bình an cả. Mỗi khi gặp trở ngại bạc đãi, phản ứng của chúng ta là muốn bỏ đi. Phật dạy chúng ta nên áp dụng pháp chuyển tâm, cho và nhận. Trong giáo lý Đại Thừa: hãy rước tất cả những khổ đau của người khác vào tâm và cho họ những gì mà mình có thể. Có nhiều người khác cùng gặp khó khăn như ta, vậy ta nên phát tâm chịu thay cho họ những nỗi khổ ấy. Ta tu hành nhẫn nhục và từ bi thì những trở ngại bạc đãi của người khác đối với chúng ta đều trở thành vô dụng khi mà ta biết chuyển hóa nó thành niềm hạnh phúc lớn lao cho bản thân mình và bản thân người. Được vậy thì dù ta có ở đâu đi nữa cũng sẽ được mọi người thương quý mến yêu. Kẻ hung tàn bị ác báo. Trong quyển sách Quảng Ái Lục của Mãnh Bình An tiên sinh có kể một câu chuyện như sau. Chủ nhân của quán Thiên Ngư Miến ở vùng Tô Châu chính là Đới Đại Phan. Y vốn là con người tự tư tự lợi, tàn nhẫn, ưa giết hại. Sự kinh doanh hàng quán của y sở dĩ đắt khách hơn so với người khác là vì y có một nghệ thuật nấu nướng rất độc đáo. Y đem lương bỏ vào một cái nắp bằng sắt, rồi đặt cái nắp ấy lên trên nồi, bắt lên bếp chưng. Thế rồi y dùng máu đó trộn với mì, hương vị thật thơm ngon. Đới Đại Phan vừa tính toán vừa cười khanh khách nói: thu nhập càng ngày càng khấm khá ha. Nhưng mà cha ơi, con thấy là chúng ta nên đổi nghề khác đi cha. Cái nghề này con thấy sao nó tàn nhẫn quá à? Cái thằng nhỏ u mê kia chẳng phải tiền vô đùm nượp là gì, còn mong gì nữa. Đi đi, đổi nghề gì, đổi nghề khác có được nhiều lợi như vậy không? Toàn ăn nói hồ đồ. Đới Đại Phan vung tay ra nói với con như vậy. Thế rồi năm tháng trôi qua, một ngày kia người cha đi đâu không thấy về. Đới Hỷ Tính men theo bờ sông đi tìm kiếm. Cha ơi! Cha ơi cha! Cha ơi! Hỷ Tính đau đớn kêu thất thanh. Cha! Thế là người ta chỉ thấy cái thây của Đới Đại Phan trôi tấp vào bờ. Trên thân hàng vạn con lươn đeo bám xung quanh. Trên bờ sông, vô số người kéo nhau đến xem, không ai là không kinh hãi, cùng nhau bàn tán xôn xao. Làm việc ác thì phải gặt lấy quả xấu, đó là điều tất nhiên như câu chuyện trên. Nhân quả báo ứng ví như vỗ hai bàn tay vào nhau sẽ phát ra tiếng. Tiếng đó là tự nhiên mà có. Định luật nhân quả cũng vậy. Nếu gieo nhân lành, chúng ta sẽ gặt quả báo lành. Nếu làm ác, phải thọ quả báo ác. Không làm thì không có. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Nếu chưa có quả báo là do duyên chưa đủ. Người làm thiện chưa hưởng thiện báo, bởi vì thời gian chưa đến, song nhất định sẽ có quả báo. Vì vậy mà ta không nên khổ tâm mong chờ. Chư Phật và Bồ Tát luôn luôn đại từ đại bi. Chỉ cần chúng ta làm thiện thì công đức sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nếu chúng ta làm việc ác thì dù có bay lên trời, trốn trong núi cao, lặn xuống biển sâu, đều không thể trốn được. Đến một lúc nào đó, tự nhiên ta phải nhận lấy quả báo. Một khi đã thọ quả báo thì chúng ta không thể trách trời hay oán người được, mà do chính ta tự làm thì phải tự chịu mà thôi. Ba con lừa.
Hai cha con ngồi trên lưng lừa mới mua trở về nhà, chợt có tiếng bình phẩm. Trời ơi, hai người ngồi trên lưng con lừa. Sao nó chịu lỗi mấy vậy? Vậy chứ sao? Tội nghiệp quá. Ông bố nghe có lý, bước xuống, để con ngồi một mình. Đi được một quãng xa, một cụ già quở trách. Trời ơi, thời đại còn điên đảo, con ngồi trên lưng lừa để ông cha dắt bộ. Thằng con vội nhảy xuống mời bố lên. Nhưng mới lượt vài bước, một giọng nói chỏng lỏng từ trong một nhà vang ra. Chưa từng thấy người cha nào lại nhẫn tâm như vậy á. Cha thì ngồi dắt dẻo trên lưng, còn con thì phải đi bộ. Thế là cả hai cha con cùng đi bộ, tưởng yên thân nhưng lại bồ bồ có tiếng nói. Trời ơi, khổ chưa, mua lừa làm gì, hai cha con cùng đi bộ, ngu ơi là ngu. Trong đời sống thường ngày, chúng ta luôn bị ngoại cảnh tác động chi phối, làm cho ta dao động và không làm chủ được chính mình. Trước những lời khen chê, thị phi tốt xấu, Phật dạy tất cả những ngoại duyên đó đều không thật, là những bóng giả mà thôi. Nếu dùng tuệ giác quán chiếu sâu vào thực tướng của nó, chúng ta sẽ phá tan được bóng mờ của âm thanh hoặc những hình ảnh trước mắt cứ dấy niệm lăng xăng xuôi ngược trong tâm thức. Nó vô hình nhưng lại có sức đeo đuổi, len lỏi, dây dưa kháng khích theo mình. Người tu mà bị những thứ này chi phối thì không thể tiến bộ được. Phật dạy, người tu phải là người có kiếm trí tuệ, chặt đứt được những ràng buộc, những vướng mắc, những ngoại duyên thì mới có thể dẫn tiến, dẫn tu, dẫn bền niềm tin trên con đường đạo. Người hướng đạo. Một hôm, trên đường đi, một vị sư bỗng khám phá ra một khoảng đường trơn trượt trong khuôn viên nhà chùa. Nếu ai sơ ý là té dễ như chơi. Động lòng bi mẫn, vị sư này đã bỏ ra cả một buổi trưa để hì hục đóng, sơn và vẽ một tấm biển báo. Xem xong, vị sư đem cắm ở quãng đường đó. Nhìn lại công trình của mình, vị sư khoan khoái đi tới đi lui, nhìn ngắm và nghĩ bụng. Thật là an toàn, có tấm biển báo nơi đây thì đảm bảo chẳng ai trơn trật bị té cả. Nhưng ngờ đâu, trong lúc đi tới đi lui để ngắm biển báo, vị sư đã trở thành người trơn trật đầu tiên. Trong đường đời cũng như đường đạo mà chúng ta vừa đi qua, có lẽ ít nhất chúng ta cũng hơn một lần té ngã kiểu này. Cái đau của thể xác không thấm vào đâu so với sự xấu hổ, tự ti và mặc cảm khi phải đối diện với lăng kính của cuộc đời đầy dẫy những xao động thị phi. Nhưng không sao, điều mà chúng ta cần phải suy tư ở đây là sau khi té xong, ta sẽ nhanh chóng đứng dậy để nhanh chân rời khỏi nơi bùn lầy đó, hay là cứ tiếp tục nằm để cho bùn đất lắm vào thân. Tất nhiên là mọi người sẽ nhanh chóng rời khỏi nó, vì nó chỉ là đám bùn mang tính vật chất. Nhưng trên bước đường tu, nhiều lúc gặp phải đám bùn của trạng thái tâm lý, chúng ta lại không dám đương đầu, dễ nản lòng và nhục chí. Chúng ta hãy noi gương vị sư nọ, dù có té ngã nhưng đã dựng lên một biểu tượng để mọi người thấy đó mà tránh, để mọi người được hạnh phúc không phiền muộn. Đó cũng là một việc rất đáng làm trong đời sống nhân sinh. Bản chất. Một chiều chủ nhật nắng vàng ấm áp tại Thảo Cầm Viên, hai vợ chồng nọ dẫn hai đứa con trai nhỏ, Bi 7 tuổi và Bô 3 tuổi, mua vé vào cửa một trò chơi. Họ đến quầy vé và hỏi: Anh ơi, giá vé bao nhiêu vậy anh? Anh nhân viên trả lời: 10.000 cho người lớn, 5.000 cho trẻ em trên 6 tuổi, còn dưới 6 tuổi thì vào cửa tự do. Các con của anh bao nhiêu tuổi rồi? Người chồng trả lời: Dạ, bé này thì 3 tuổi, còn bé này thì 7 tuổi. Vậy anh bán cho tôi 2 vé người lớn và 1 vé trẻ em. Mua xong đi ra xa, người vợ kêu lên: Anh trúng sổ số hay sao vậy? Nếu anh nói thằng Bi là 6 tuổi thì anh có thể tiết kiệm được 5.000. Người ta đâu có nhận ra được. Đúng, người xét vé thì không nhận ra được,
nhưng mà các con chúng ta thì nhận ra được tuổi của chúng em ạ. Muốn dạy con cái giữ đạo đức thì cha mẹ phải làm gương cho chúng. Những lúc nói dối để đỡ tốn tiền là dạy cho chúng cách gian lận ở đời. Cha mẹ cần phải làm những điều lương thiện để noi gương tốt cho con cái nhìn vào và noi theo. Cha mẹ phải nghĩ đến câu đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Phải dạy cho chúng những điều hay lẽ phải để tâm hồn chúng được tiếp nối, và do đó nó sẽ là nền tảng tốt đẹp cho chúng khi bước vào đời ở mai sau. Cha mẹ là người luôn phải sống thành thực để trở thành tấm gương sáng cho con trẻ. Người ngu ăn muối. Thuở xưa, có một người ngu đến nhà bạn thăm. Chủ nhà mời ở lại dùng bữa cơm đạm bạc. Chàng chê canh lạc không ngon. Chủ nhà bèn nêm vào một chút muối. Chàng ăn cảm thấy ngon lành. Chàng tự nghĩ, canh ngon là nhờ nêm muối vào. Dùng ít còn vậy, dùng nhiều chắc sẽ ngon rất nhiều. Thế là chàng xin chủ nhà một chén muối bỏ vô miệng nuốt hết. Vì chất muối mặn kinh hồn, chàng cảm thấy như sắp chết, vội vàng móc họng cho mửa muối ra. Chúng ta là người học Phật, một trong những điều quan trọng là phải biết tiết chế sự ăn uống sao cho vừa phải và biết đủ, sống giản dị và nên bằng lòng với những gì mà mình đang có. Không ăn uống vô độ đối với thân thể thì sự tu hành rất có lợi ích. Song nếu ta chấp trước vào thức ăn, đề xướng lên điều này điều nọ làm ảnh hưởng tới thân thể, và đối với công hạnh trong tu tập không có một điểm lợi ích nào. Đó chỉ là những hành động sai lầm, cũng giống như anh chàng lầm tưởng ăn muối kia vậy. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệupháp-am.net. Xuôi theo dòng. Chuyện xưa kể lại rằng có một người đàn ông bất ngờ ngã xuống một dòng sông. Chỗ ông bị ngã xuống là nơi mà dòng nước sông đang chảy xiết ra một bờ thác cao và rất nguy hiểm. Mọi người trên bờ đều lo lắng cho mạng sống của ông ấy. Mầu nhiệm thay, ông ấy đã sống sót và bơi xuôi theo dòng nước dưới chân ngọn thác. Mọi người vây quanh ông ấy để hỏi xem bằng cách nào mà ông đã vượt qua được nguy hiểm. Ông ta bình tĩnh trả lời: lúc đầu tôi cố vùng vẫy, sau đó tôi hòa mình vào dòng nước, không lo sợ. Tôi đã để cho dòng nước tự nhào nặn hình thể của tôi. Chính vì hòa vào dòng nước xoáy nên tôi đã quay trở ra được khi dòng nước xoáy ấy chảy ra. Nhờ vậy mà tôi đã thoát chết. Trong bất kỳ một tình huống nào, ta cũng đừng nên nhượng bộ sự sợ hãi trong khi mình rơi vào tình trạng nguy hiểm. Chính sự sợ hãi đã làm cho ta thất bại. Lúc ấy, chúng ta phải giữ cho trạng thái tâm hồn mình thật bình tĩnh, hít thở thật sâu vào và dùng tuệ giác để nhìn vào tình huống vừa xảy ra một cách sáng suốt thì sẽ ổn định được mọi chuyện. Và một điều nữa mà ta tiếp nhận được từ nơi bài học này là ta phải ý thức được sự có mặt của mình trên cuộc đời cùng sự có mặt của thiên nhiên cũng như xã hội chung quanh chúng ta, để cho ta hòa nhập thích ứng với những sự biến đổi của chúng. Vì nhỏ mất lớn. Thuở xưa có một người cho người khác mượn 5 đồng, rất lâu mà không trả lại. Chàng bèn đi đến nhà và đòi nợ. Trên đường đi phải trải qua một con sông. Chàng phải đi qua đò và tốn 3 đồng. Đến nhà người kia thì người kia lại đi vắng. Khi trở về, chàng lại phải tốn thêm 3 đồng nữa, đi đò qua lại hết 6 đồng. Làm như thế chỉ lú nhọc công mà không đi đến đâu cả.
và số tổn thất lại nhiều hơn số tiền đã cho mượn. Vì tranh cầu chút lợi, không tiếc làm bại hoại hành thanh cao của mình, kết quả đôi khi thường không bù lại sự tổn thất. Hiện tại mang tiếng xấu, đời sau mắc quả báo chẳng lành. Hành động như thế thật là ngu si. Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta phải tu tập hạnh tùy hỷ, để diệt trừ những tập khí ích kỷ, tham lam đã nằm sâu trong tâm trí chúng ta. Nếu chỉ thấy có lợi ích cho chính bản thân mình, thì chúng ta chỉ đạt được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi, vì hạnh phúc đó được xây dựng từ lòng dị kỷ mà có. Lòng tùy hỷ thì luôn trái ngược với điều đó. Nên tùy hỷ là phương pháp tâm lý tuyệt diệu để trừ mọi chướng ngại, là một yếu tố sống hạnh phúc trong đời thường. Còn nếu chúng ta không tu tập hạnh tùy hỷ, không khoan dung với mọi người mà luôn tính lợi lạc cho mình, thì dù có thông minh tài giỏi về thế pháp hay Phật pháp, chúng ta cũng không đạt được hạnh phúc hoặc bình an trong đời sống. Đi không về rồi. Thở xa xưa, vào một đêm tối, người cha bảo với con: "À, ngày mai về thật sớm, cha con mình đi chợ mua đồ dùng nghe." Người con nghe thế, ghi khắc vào lòng. Đến ngày mai, anh dậy thật sớm, không hỏi ý cha, tự một mình anh ra chợ. Tới nơi, anh không biết đến đó để làm gì, lang thang qua lại, mệt mỏi vô cùng. Trong mình lại không có một đồng xu cắt bạc, bụng đói như cào mà không có tiền để mua thức ăn nước uống. Đành phải trở về nhà. Ông cha vừa thấy liền mắng rằng: "Mày á, đúng là đồ vô trí. Sao chịu đợi tao về cùng đi? Tự ý một mình đi không về rồi, không được cái việc gì hết, tự chuốc lấy cực khổ nhọc nhằn. Tao có đời nào bảo mày làm vậy không?" Trong cuộc sống, ông bà ta thường nói: "Ăn cơm có canh, tu hành có bạn." Và trong câu chuyện này, chúng ta thử liên tưởng đến người tu trì Phật pháp là phải biết nương gần thầy hiền hay bạn lành để được sớm tối học hỏi kinh nghiệm tu tập từ các vị ấy. Và sống cùng bạn cùng thân, ta sẽ được năng lực của tăng thân che chở và bảo hộ, thì con đường tâm linh của chúng ta mới mau tiến bộ. Không nên tự ý là mình thông minh tài giỏi rồi tự mình sống tách biệt đại chúng mà tu hành, thì sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, chướng duyên và sẽ làm cho ta thối thất tâm bồ đề mà sa vào sự cám dỗ của đời sống thế tục, rồi tự đánh mất đi chính bản thân của mình. Lúc đó thì khó mà cứu vãn. Bà và cháu. Một bà lão đang tắm cho đứa cháu nội mới sinh trong bồn rửa nhà bếp. Bà thèm thuồng nhìn làn da sáng ngời, ganh tị những ngày tháng tuyệt vời sắp được của cháu. Giọt máu kỳ diệu mang một phần thân thể bà. Bà rửa bàn tay tí tẹo, để ý cơ cấu huyền diệu này. Một cấu trúc thu nhỏ thật đẹp. Mấy ngón tay xinh quá là xinh, cả những làn da nhỏ nhắn tí nị trên các ngón tay cũng xinh xắn lạ lùng. Bà để bàn tay mình cạnh bàn tay cháu ngắm nghía, và trong tích tắc nhận ra rằng hai bàn tay giống nhau. Điểm khác nhau duy nhất là thời gian. Mỗi bàn tay đều toàn hảo trong thời điểm của nó. Mỗi bàn tay đều hoàn thành chức năng mình trong thời điểm của nó. Bây giờ, bà nội đã hiểu bàn tay bà cũng đẹp như tay cháu, nhưng chỉ khác về thời gian thôi. Nhà Phật dạy, đời sống luôn luôn thay đổi, điều đó là chắc chắn, chẳng đáng ngạc nhiên gì. Nhưng Phật giáo còn đi xa hơn chân lý ấy, thúc giục ta dự trù trước sự thay đổi, và quan trọng hơn hết, nên đón nhận nó trong tất cả vẻ phong phú mỗi khi gặp. Bởi vì cuộc sống ai cũng trải qua những giai đoạn như sinh ra, lớn lên, già đi, và chết. Ai cũng có một thời vàng son và tươi đẹp, rồi đến tóc bạc da nhăn. Nếu chúng ta hiểu được rằng thân này cũng là giả, có sinh tức có hoại, thì ta vui vẻ chấp nhận, thuận theo thời gian mà sống để tu hành thì rất có lợi ích. Đức Phật đã dạy, được thân là khó, mà gặp Phật pháp lại còn khó hơn. Vì thế, ta nên coi thân thể
là một phương tiện tốt giúp ta tu hành để vượt thoát sinh tử luân hồi. Chớ chú trọng chi vào sự đẹp xấu của nó, để rồi phải khổ đau phiền não. Đánh cuộc. Thời xưa có đôi vợ chồng nọ làm ba cái bánh, mỗi người ăn một cái rồi còn thừa một cái. Hai người đánh cuộc với nhau rằng ai muốn ăn cái bánh thì phải không nói một câu, nếu ai nói trước là thua cuộc, không được ăn cái bánh. Thế rồi cả ngày hai vợ chồng nín thinh không nói một tiếng. Chợt có thằng ăn trộm vào nhà vơ vét hết của tiền đồ đạc, sửa soạn chạy đi. Hai vợ chồng vì sợ thua cuộc mất cái bánh nên cứ lấy con mắt ngó trân trân tên ăn trộm đang vơ vét đồ đạc trong nhà mà không ai nói một tiếng. Tên ăn trộm thấy vậy còn vạn dĩ thêm lên, thậm chí còn muốn xâm chiếm tiết hạnh của người vợ, mà người chồng vẫn đứng xem không nói một lời. Người vợ hoảng hốt kêu ầm ĩ: anh thật là ngu si quá đỗi, vì một miếng bánh mà để thằng ăn trộm làm nhục tôi quá đỗi, không mở miệng nói một lời. Người chồng bèn vỗ tay cười lớn: em đã khai khẩu nói trước rồi nghe, như vậy thì thua anh rồi phải không? Và bây giờ thì cái bánh này thuộc về anh. Thích quá. Câu chuyện này chúng ta đã nhận chân ra một điều là trong xã hội con người luôn chạy theo sự ham muốn và không lúc nào được thỏa lòng. Theo đuổi ham muốn cốt là để thỏa mãn, nhưng nó lại luôn luôn đưa đến bất mãn vì những điều mong muốn của chúng ta không đạt được. Đôi khi vì những ích kỷ nhỏ nhen mà chúng ta lại đánh mất đi những lợi ích lớn lao của pháp lành, và lúc nào cũng bị sự ham muốn trượt đuổi. Cũng chính vì vậy mà Đức Phật đã dạy, dù trốn ở tận gốc bể chân trời, ta vẫn cứ khổ đau. Dù có tìm quên trong thú vui nào, lạc thú ấy cũng là lạc thú của đau thương. Nếu chúng ta có thời gian ngồi quan sát lại bản chất của tâm mình, cái gì tạo ra rắc rối và chướng ngại trong đời sống, thì ta sẽ tìm ra được bản chất của đối tượng ham muốn, quán sâu vào nó để loại trừ nó ra khỏi tâm ta. Kẻ ngốc khen cha. Thuở xưa, có một người hay khen ngợi đức hạnh của cha mình trước mặt nhiều người khác. Nào là cha anh có lòng nhân từ, không bao giờ làm tổn hại ai cả. Nào là cha anh không bao giờ cướp giật, lừa gạt tiền vật của ai. Nào là đối xử với mọi người rất công bình, không bao giờ nói dối mà lại hay giúp đỡ người trong cơn nguy khốn. Có một người ngu nghe thế tự nghĩ: mình cũng nên khen cha mình một phen chứ. Nghĩ xong anh bèn nói: đức hạnh của cha tôi còn hơn cả đức hạnh phụ thân của ông nữa. Người xung quanh bèn hỏi: đức hạnh của ông thân anh như thế nào? Người ngu liền đáp: cha tôi từ nhỏ đã tuyệt đường dâm dục, chẳng hề biết gì về việc đó nữa. Ai nấy nghe cũng đều bật cười và nói: nếu quả thật cha anh từ nhỏ đoạn dục, làm sao xin anh ra được? Phải rồi. Nghe hỏi, anh ngu nọ thừ người ra, chẳng biết phải trả lời làm sao. Sống ở đời, ai cũng muốn mình được tiến thân, tức là những lời khen ngợi mà người khác dành cho mình. Nhiều người còn muốn tên tuổi cùng danh tiếng của mình lưu lại đến đời sau. Muốn thực hiện được điều đó, ta phải biết sống cho mọi người, vì mọi người, bằng cách dám coi nhẹ đồng tiền và ngay cả mạng sống của mình để giúp đỡ người khác, hoặc có thể truyền đạt tất cả những kinh nghiệm quý báu gì mà mình đã đạt được trong cuộc đời, những thành quả về mọi mặt để mưu cầu lợi ích chung, thì những lời khen ngợi của người khác dành cho mình mới phù hợp với thực tế. Nếu cố bịa ra những việc tốt mà ta chẳng làm để được người khác khen ngợi, tức là nhận sự giả dối, chẳng những không được lợi ích gì mà lại làm cho mọi người khinh bỉ. Do đó, trong năm giới của Phật giáo, giới cấm vọng ngữ là một hình thức để giúp người ta chế ngự
và ngừa những lời nói không thật, vô nghĩa, không mang lại lợi lạc cho mình và người. Không còn gì để mất. Một thương gia giàu có bỗng gặp đủ thứ tai họa liên tiếp. Ông mất đi người vợ đẹp, mất đi tòa biệt thự vì hỏa hoạn, rồi mất luôn cả tài sản vào tay bọn cướp, và mất cả tự do vì nhục mạ vị lãnh chúa trong vùng nên ông đã bị bắt và bị giam cầm. Viên cai ngục có một người mẹ lúc trước đã giúp việc cho vị thương gia đó. Hắn để ý thấy thương gia thay đổi thật kỳ lạ, vì trước đây ông nổi tiếng là keo kiệt và luôn sợ người ta lừa mình. Nhưng từ ngày vào trong ngục thất, ông ta tỏ ra rất là hạnh phúc. Thấy thế, hắn bèn hỏi: "Ông không bị làm sao chứ? Sao ngày nào ông cũng vui cười vậy?" Người thương gia cười thích thú: "Bởi vì chẳng còn thứ gì để mất nữa cả." Nói tới phương cách sống thì mỗi người đều có một lối sống khác nhau. Lối sống đó ảnh hưởng đến tâm tính của chính họ. Sự khác nhau đó chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt khi để ý đến sự sinh hoạt trong từng giai đoạn sống của chính họ. Có người cả đời sống xa hoa trong nhà cao cửa rộng, xe cộ đời mới mắc tiền, và bằng lòng với chính cái sự sung túc đó, và nghĩ rằng đời này không có gì đáng phải suy nghĩ, chẳng có gì đáng phải buồn, và sống ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ riêng mình. Cũng có người cả đời chỉ thích sống giản dị, mặc dù có sẵn tiền bạc, không thích chân diện và hay giúp đỡ người khác. Và có hạng người khác thì lúc nào cũng chỉ thích sống an phận thủ thường, không hề có ước vọng cao xa. Tiền bạc có được bao nhiêu thì tiêu pha trong giới hạn đó, không than vãn với ai. Vậy thì ta hãy dùng tuệ giác đúng đắn để tìm ra phương cách sống tốt nhất, và hãy tư duy thử phương cách ra sao mới là phương cách vui sống phù hợp cho riêng mình. Duy đạo vui đời. Một thời Phật ở Tinh Xá Kỳ Hoàng thuộc thành Xá Vệ. Bấy giờ có bốn người cãi nhau về sự khoái lạc. Một người bảo: "Thân thuộc quyền quý, ca cẩm là khoái lạc." Một người bảo: "Tiền của giàu nhiều, vinh quang là khoái lạc." Một người bảo: "Thề thiếp đẹp đẽ, đắm mê là khoái lạc." Cãi cọ phân dân nhau mãi, Phật nghe thế bảo: "Các người chỉ tìm khoái lạc theo sở thích của mình, chưa thấy được cái vui chung của mọi người. Mùa xuân sẽ điêu tàn, thân thuộc sẽ biệt ly, tiền của sinh ra lo sợ, thê thiếp quả sầu bi, và tất cả xoay quanh mình mà xâm phạm. Người chí nhân chỉ có một khoái lạc, duy đạo, đó là niềm vui. Nhìn nhận sự tương quan trong sinh tồn, chí nhân khổ cái khổ của người, vui với cái vui của muôn loài, nên lợi người trước mình, cái vui đó thật là cái vui vô thượng. Các người hãy đánh đổi sự khoái lạc nhỏ hẹp cho cái vui vô thượng đó." Triết lý Phật giáo giúp chúng ta nhận thức được cuộc đời vốn là khổ, và nguyên nhân đưa đến cái khổ ấy chính là do tham dục của mỗi chúng ta. Cũng vì do ta thiếu tuệ giác nên bị tham dục chi phối, không làm chủ được thân và tâm nên phải khổ. Và nếu muốn có được sự hạnh phúc an lạc ngay trong cuộc sống, thì mọi người phải tự mình có thể khắc phục những khổ não ấy bằng cách là biết cách tiết chế dục vọng của mình. Khi tham dục bị chế ngự thì trí tuệ sẽ sáng suốt. Có trí tuệ sáng suốt thì chúng ta sẽ nhận chân được cái vô thường giả tạm của cuộc đời. Lúc ấy chúng ta sẽ tinh tấn tu hành cầu thoát sinh tử. Ba học trò. Trong bất cứ một trường học nào trên thế giới, chúng ta đều có thể tìm thấy ba loại học trò khi phải làm bài toán cho thầy giáo. Loại một, tự mình loay hoay kiên nhẫn giải bài toán một mình. Loại hai, sao y bản chính của bạn, không cần phải tìm tòi thắc mắc chi cả.
Loại 3, nhờ người khác hướng dẫn, viết đáp số, tập giải cho đến lúc tìm ra đáp số ấy. Thông thường, ba loại học trò trên đều có thể đạt đến số điểm giống nhau. Nhưng lúc đến trường thi, sẽ có ba kết quả khác nhau. Loại 1, nhờ đã tự giải một mình, nên khi gặp lại đề cũ hoặc tương tự, trúng tủ liền. Loại 2, do sao chép sách của bạn, nên đến lúc phải xoay sở một mình, liền bí tịch, xơi luôn một cặp chứng ngỗng. Loại 3, vừa chép của bạn, vừa giải theo, nên năm thở mười thì cũng có thể giải lấy một mình. Cuộc đời này há chẳng phải là một bài toán của mỗi chúng ta đó sao? Đức Phật và các bậc độc giác là những người có thể tự giải bài toán một mình. Còn lại, các bậc thánh đệ tử của Đức Phật và chư vị tổ sư có thể ví như hàng giải bài toán loại thứ ba. Vì các ngài có trí lực và huệ lực nên vừa có thể học hỏi từ trong kinh điển và áp dụng vào đời sống tu tập của mình một cách nghiêm mật. Nên trước sau gì, đáp số của bài toán cũng sẽ tự hiển lộ. Còn chúng ta, chuyên môn sao y lời của Phật và Tổ mà không chịu nghiên cứu và áp dụng phương thức ấy để tìm ra cách giải. Vì vậy, chúng ta có thể hiểu vì sao rồi chứ? Trong số đó, chúng ta nhiều khi diễn giải kinh rất lưu loát và thao thao bất tuyệt, có thể hay hơn cả những bậc đàn anh đi trước của mình. Nhưng khi những khó khăn tìm đến thì ta lại trốn tránh một cách hèn nhát, và những lúc có khổ đau trỗi dậy, chúng ta lại không thể vượt qua. Cúng dường được phước. Xưa, có một nhà giàu, người ở giúp việc rất đông, trân bảo vô lượng. Lúc bấy giờ, Phật cùng A Nan khất thực đi ngang qua nhà ấy. Chủ nhà cùng vợ con, cháu chắt đều hoan hỷ thỉnh Phật vào nhà, đem giải quý lót đất, dùng đồ vật bằng vàng bạc dâng cúng. Đức Phật dạy rằng: người này đời trước sinh ra trong một gia đình nghèo khó, phải hái rau mà ăn. Một hôm canh rau vừa chín thì có một vị tu hành giàu đi khất thực. Chủ nhà cùng với tất cả vợ con đều nhịn phần ăn của mình để cúng dường cho vị sa môn đó, nhưng trong lòng còn ân hận vì không có được vật quý để cúng dường. Do nhờ thiện niệm và cử chỉ cúng dường tốt đẹp kia mà cả gia đình họ đều được giàu có vô lượng, lại phát tâm trì giới thanh tịnh, gặp Phật để được nghe pháp và đã chứng quả A-la-hán. Chúng ta đem vật thực cúng dường tam bảo cầu giảng sinh Tây Phương Cực Lạc, cầu công đức vô lậu, không sinh, không diệt. Đó là cầu pháp vô vi. Nếu như chúng ta bố thí tiền, lạy Phật, niệm Phật, lấy những công đức đó cầu cho gia đình được bình an, con cái thông minh đỗ đạt, làm ăn phát tài, đó là cầu phước hữu lậu, phước hiện tại. Thật ra, chỉ cần chúng ta phát tâm cúng dường bố thí mà không mong cầu thì phước báo cũng tự nhiên đến. Nếu như nó không đến trong đời này thì nó cũng đến trong đời sau. Như gia đình nọ trong truyện, Chí Thành phát tâm cúng dường cho một vị sa môn mà không mong cầu điều gì, nhưng nhờ phước báo đó mà đời sau họ được giàu sang sung sướng. Cúng dường bố thí mà không khởi tâm mong cầu điều gì mới chính là cúng dường một cách cao thượng vậy. Con mèo nghi lễ. Thời xa xưa, tại một ngôi chùa nọ, khi thầy trụ trì và các đệ tử bắt đầu ngồi tịnh tọa niệm Phật vào buổi tối, thì con mèo sống trong chùa gây ra tiếng ồn ào, khiến họ phải phân tâm. Thầy trụ trì ra lệnh cột con mèo lại trong giờ tịnh tọa. Nhiều năm sau, khi thầy trụ trì qua đời, con mèo vẫn tiếp tục bị cột trong giờ đại chúng tịnh tọa. Đến khi con mèo đó già chết, một con mèo khác lại được mang vào thiền viện, và nó cũng bị cột lại trong giờ tịnh tọa vào buổi tối. Rồi đến nhiều thế kỷ sau, những người kế thừa ngôi chùa đó đã viết luận văn tốt nghiệp về nghi lễ tôn giáo của việc cột con mèo lại trong lúc tịnh tọa.
Câu chuyện kể trên giống như cách phát triển những điều mê tín. Mới đầu có thể có những lý do đặc biệt trong một hoàn cảnh riêng nào đó. Lâu dần, việc đó được lặp đi lặp lại như một tập tục, rồi thành một nghi thức. Họ làm việc đó vì họ không thấy có điều trở ngại, không mất gì và không nên làm. Nhiều người trong chúng ta đã sống giống như câu chuyện trên. Chúng ta làm cái này, cái kia, lặp đi lặp lại mà thực sự không hiểu gì về ý nghĩa hay tầm quan trọng của nó. Câu chuyện còn nhắc nhở chúng ta phải luôn nhớ tới lời Phật dạy trong kinh Kamala thuộc Tăng Chi Bộ như sau: Như vậy, này các tỷ kheo, điều ta vừa mới nói với các người. Các tỷ kheo, các người đừng tin vì nghe nói lại, đừng tin vì phong tục, đừng tin vì nghe tin đồn, đừng tin vì kinh điển truyền tụng, đừng tin vì lý luận, đừng tin vì công thức, đừng tin vì có suy tư đầy đủ dữ kiện, đừng tin vì có thẩm sát và chấp nhận lý thuyết, đừng tin vì thấy thích hợp, đừng tin vì Sa Môn là thầy mình. Nhưng này các tỷ kheo, khi nào các người tự biết rõ các pháp này là thiện, các pháp này không đáng chê, các pháp này được người trí ca ngợi, các pháp này nếu được thực hiện, chấp nhận thì dẫn đến hạnh phúc an vui, thời các thầy tỷ kheo, các người hãy đạt đến và an trú. Chia phần. Ngày xưa có một bác nông dân sống chỉ dựa vào trồng trọt trên một thửa ruộng thuê của chủ đất. Thửa ruộng nhỏ chỉ vỏn vẹn bằng căn lều của bác, nhưng được cái là đất rất tốt. Chủ đất là một con quỷ độc ác. Một hôm quỷ đến thăm ruộng, bảo với bác: Này tên kia, tiền thuê đất mày chưa trả cho tao đủ, từ nay trở đi khi chia quê lợi, mày phải nộp cho tao mọi thứ gì mọc ở trên mặt đất này, và mày chỉ được hưởng một phần còn lại mà thôi. Rồi nó cười giễu cợt bỏ đi. Thú vị vì sáng kiến mới, nó thầm nghĩ: Cái thằng nông dân dốt nát kia, nó phải nộp cho ta toàn bộ số hạt lúa mọc trên cánh đồng này, và nó chỉ còn hưởng bộ rễ mà thôi. Bác nông dân nghe xong chán nản về nhà, nhưng đột nhiên bác nghĩ ra một cách. Đến mùa gặt, quỷ đến nhận phần. Người nông dân đã trồng cải củ, cà rốt, toàn những loại cây có củ nằm ở dưới mặt đất. Quỷ chỉ mang về một đống lá. Tức giận nó bảo: Mày không thể làm như thế với tao được nữa đâu. Sang năm mày sẽ chỉ được hưởng những gì ở trên mặt đất này mà thôi. Đến mùa thu hoạch sau, con quỷ lại đến nhận phần, nhưng nó ngạc nhiên xiết bao khi thấy một đống rễ đầy đất. Người nông dân bảo: Là phần của ông đó. Đây là phần của ta đây à? Ta đã nói với ngươi rồi, ta sẽ lấy những gì mọc ở dưới mặt đất chứ mà. Thì đúng rồi, ông có thể mang số rễ này đi, đó là phần của ông. Quỷ tức điên lên, nhận ra bác nông dân đã gieo lúa mì, lúa mạch và ngô. Các giống cây này đều cho hạt ở trên mặt đất. Nó bỏ đi, xấu hổ và giận dữ. Nhiều lúc chúng ta tính toán quá, làm cho mình thêm khờ dại. Bởi vì còn tính toán thì còn có sự hơn thua, mà cứ như vậy tức là chúng ta nuôi dưỡng tánh tham mỗi ngày mỗi lớn. Ngẫm lại, chúng ta còn tính toán một vấn đề nào đó thì còn làm cho sự việc rắc rối thêm lên. Có lẽ vì thế mà chư tổ thường dạy chúng ta nên tiếp ứng với sự việc bằng bản tâm bình thường, không bị những tính toán lo toan làm xao động. Mảnh tâm ấy đã có đủ khả năng làm lành lánh dữ, giới, sáng suốt, huệ, và không bị dao động vì những tư dục cá nhân, định. Đó cũng như lúc mà con quỷ thấy rõ sự ngu xuẩn của mình mà xấu hổ bỏ đi. Nhận người làm anh. Thời xưa có một người nhà rất giàu có, cử chỉ luôn đúng đắn và lại thông minh. Vì thế, kẻ xa người gần đều cảm phục
ái mộ. Bây giờ có một người đến nhận người ấy làm anh mình, thường thường qua lại một cách rất mật thiết. Người này nhận người giàu làm anh để làm chi vậy? Mục đích chỉ muốn lợi dụng tiền bạc. Sau đó, người nhà giàu kia sa sút khốn cùng, đổ vỡ nợ nần. Người kia liền trở mặt và nói thẳng với anh nhà giàu kia: ngươi không phải là anh ta. Chuyện này chỉ dụ rằng có bọn người xấu ăn trộm kiến thức ngôn ngữ, phương pháp và nghi thức của Phật Pháp, đem ra làm giáo pháp của riêng họ, nhưng hoàn toàn không thật tâm tin tưởng, mà chỉ muốn lợi dụng những điều ấy làm phương tiện để mưu sinh. Và nhiều lúc họ lại tỏ ra rất là đạo mạo để hòng che giấu những điều xấu của họ. Tuy nhiên, từ xưa tới giờ, tất cả những điều thuộc về chân lý thì luôn luôn đúng, nhưng do con người luôn làm sai lệch đi mà thôi. Vết sẹo. Ngày xưa, khi còn bé, anh và tôi hay chơi trò cướp bắt. Lần nọ tôi té ngã, máu ở đầu gối chảy ra rất nhiều. Anh xuýt xoa theo từng giọt nước mắt của tôi, luôn hứa sẽ che chở tôi suốt đời, không bao giờ để tôi đau nữa. Lớn lên, anh đi du học và bỏ luôn ý định về nước. Ngày mẹ anh mất, anh dẫn một cô gái da trắng, tóc vàng về chiều tang. Tôi đứng nép sau bầu cửa, nhìn sang, bất chợt vết sẹo nơi chân nhức buốt. Cuộc sống thật sự không phải là một giấc mơ đẹp để người ta ao ước và chìm lãng vào nó, để rồi phải thất vọng khổ đau. Những phút giây trôi qua của một kiếp người luôn luôn có sự biến đổi sinh diệt. Tình yêu của ngày hôm qua không phải là của hôm nay, và cũng chưa chắc là của ngày mai nữa. Mọi diễn biến tâm lý luôn vận hành một cách liên tục trong cái bản chất tương đối của nó. Nhiều khi ta cố chấp vào một kỷ niệm cũ để rồi trở thành nỗi đau của ngày hôm nay và còn có thể là của ngày mai. Hãy nhìn sâu vào những ký ức ấy, chúng ta sẽ nhận chân ra được nó là dòng chảy của dòng sông luôn ồn ào, luôn gợn sóng và luôn biến đổi. Khi quan sát một cách sâu sắc như vậy, thì niềm đau sẽ tan biến và nhường bước lại cho một nụ cười. Tôn giáo của đời thường. Một vị quan chức có quyền thế cao trong địa phương đến tìm thầy trụ trì một ngôi chùa trong địa phận quản lý của mình để xin được học về Phật Pháp. Nhưng lúc có một người nông dân nghèo ở gần đó đem biếu nhà sư một rổ khoai luộc, sư sai thị giả bưng khoai ra mời người khách nọ. Vốn không quen ăn những thứ bình thường như vậy, vị khách ngần ngại không muốn chạm tay vào rổ. Nhà sư thấy vậy bèn nói: ngài cố mà ăn đi, qua đó ngài mới nếm được mùi vị khổ cực của những người nông dân. Phật Pháp mà tôi muốn truyền dạy cho ngài cũng chỉ có như thế. Nhiều lúc người ta cứ nghĩ rằng Phật Pháp dạy những gì cao siêu lắm, vượt qua những cái thường tình của thế gian, nên người ta khởi tâm mong cầu những điều thật xa xôi, mà quên đi hiện thực rằng tất cả mọi cử chỉ, phong cách đều là đạo cả. Nếu thực sự trong tất cả mọi việc thường nhật ta làm có chánh niệm và tỉnh giác, không tham đắm và không mong cầu vào bất cứ điều gì, biết chia sẻ tình thương và giúp đỡ người khác, thì đó cũng chính là đạo. Bởi vì Phật Pháp không phải rời thế gian mà có. Sen nở từ trong bùn. Thầy trụ trì một ngôi chùa nọ dạy cho hàng Phật tử tại gia: các vị chớ có nên so sánh và cho rằng các người đều quy y là các người cao trội hơn người thường. Những người còn vướng mắc trong dòng danh lợi chưa thức tỉnh để bước vào đạo, họ chỉ đáng được thương xót, không đáng bị kinh khi hay trách cứ. Đừng khởi tâm phán xét họ, không nên khởi ý so sánh thấp cao. Đó chính là tâm hạnh của chư Phật, Bồ Tát và các bậc thánh hiền. Hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh của người bình thường, đồng hóa với sự đời, trong khi tâm ý của chúng ta vẫn hướng về đạo giải thoát
và không ngừng chiêm nghiệm lẽ huyền diệu của giáo pháp. Thật chứng minh, có một nhóm người ngồi trong nhà bình luận phẩm hạnh của một người khác. Trong nhóm ấy có người nói rằng: người đó thì cái gì cũng hay cả, chỉ có hai điều là không tốt thôi. Điều thứ nhất là hay nổi giận, và điều thứ hai là hãy chạm tới việc gì thì hơi lỗ mãng. Đang lúc nói thế, bất ngờ người kia đi ngang qua cửa nghe lọt vào tai, lập tức nổi giận đùng đùng, nhảy bổ vào nhà, vừa đánh y vừa nói: ta nói giận hồi nào? Ta lỗ mãng với ai đâu? Bây giờ mọi người đều nói: cử động của ngươi hiện tại thì chẳng đủ chứng minh cho sự sân hận và lỗ mãng của ngươi đó sao? Đúng rồi. Chuyện này ý muốn nói rằng, có một hạng người có lỗi mà không chịu nhận, người khác đưa ra ý kiến để giải bày, chẳng những không hết lòng tiếp nhận, trở lại xấu hổ sân hận, tìm cách báo thù. Làm thế thì không chỉ trở ngại cho sự tiến bộ của mình, mà lại làm bộc lộ và phát triển tội ác xưa nay, chịu hậu quả bất lương nữa. Phân tâm nhị dụng. Có một vị thầy đến thăm nhà một Phật tử nọ. Thế bà chủ nhà vừa thờ Phật vừa thờ thần tài. Vị thầy hỏi: bà thờ thần tài để làm gì vậy? Dạ, con thờ để cầu được tiền tài. À, thế còn thờ Phật? Dạ, để tu hành và cầu mong giải thoát. Vị thầy nói: ô, bà quả là người có tài phân tâm nhị dụng đó nghe. Thật vậy, trong cuộc sống đời thường, người ta luôn luôn khởi tâm mong cầu, tham lam, bắt cá hai tay, vừa muốn ôm lợi danh, vừa tìm cầu giải thoát, nên lúc nào cũng phân tâm đuổi bắt hai chiều, mà quên mất đi hạnh phúc sẵn có nơi tự tâm mình. Vì mỗi giây, mỗi phút hiện tại, tỉnh thức luôn là quý báu và mầu nhiệm, mà mỗi nụ cười, mỗi hơi thở và mỗi câu niệm Phật đều chứa đựng cái bản thể bất nhị. Khi ta không khởi tâm mong cầu, ham muốn, thì trong mỗi pháp, tự nó lại có đủ mọi thứ mà không hề mâu thuẫn. Như Đức Phật có dạy trong Kinh Pháp Cú: kẻ ngu đi tìm sở đắc thì phân tâm làm hai. Vì vậy, ta cần phải trở về với giây phút hiện tại, vì quá khứ thì đã trôi qua, còn tương lai thì chưa đến. Chúng ta cần phải sống hết sức chánh niệm trong tuệ giác của những giây phút hiện tại mà chúng ta đang có mặt. Vết đinh. Một cậu bé nọ hay nóng tính. Một hôm, cha cậu đưa cho cậu một cái túi đinh và nói với cậu: mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì con cứ chạy ra đằng sau nhà và đóng một cây đinh lên chiếc hàng rào gỗ. Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh trên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé tập kềm chế cơn giận của mình, và số lượng đinh mà cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kềm chế cơn giận của mình còn dễ hơn là đi đóng một cây đinh lên hàng rào. Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé vui mừng hãnh diện tìm cha và báo rằng không còn cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu: con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những cái lỗ đinh còn lại ở trên hàng rào.